Quốc hội Việt Nam ngày 11 tháng Giêng thông qua gói hỗ trợ kinh tế gần 350.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2022-2023 dành cho doanh nghiệp và người bị ảnh hưởng bởi COVID. Trang thông tin của Quốc hội cho biết, nghị quyết về chính sách tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội được đại đa số đại biểu tán thành với gói kích cầu bao gồm giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8%, giảm lãi suất cho vay và tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng. Gói này cũng bao gồm hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được Reuters dẫn lời cho biết, doanh nghiệp và người dân Việt Nam gặp vô vàn khó khăn trong đại dịch, trong khi nợ xấu trong hệ thống ngân hàng có nguy cơ tăng. Nghị quyết vừa thông qua có hiệu lực từ ngày 11 tháng Giêng, nêu rõ chính phủ phải bảo đảm không để xảy ra việc trục lợi chính sách, lợi ích nhóm, thất thoát, lãng phí. Chủ tịch Quốc hội nói, các nước có điều kiện đã phát tiền trực tiếp cho dân, chúng ta không có điều kiện phát tiền mặt như vậy, nhưng chính sách giảm thuế sẽ giúp đạt hai mục tiêu, vừa san sẻ gánh nặng cho người dân, vừa kích cầu nền kinh tế. Việt Nam tới nay ghi nhận hơn 1,91 triệu ca nhiễm COVID, trong đó có 34.531 ca tử vong.